Nếu trong vườn cây trồng nhà bạn có sự xuất hiện của nhện đỏ, nhện trắng, thì hãy rình ngay thuốc trừ nhện sinh học vô nhện đỏ AT. Thuốc trừ sâu thảo mộc chiết xuất từ cây niêm có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu. Thuốc có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, hiệu lực kéo dài, diệt trừ nhiều đối tượng sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ cánh tơ, rầy xanh, sâu vẽ bùa, sâu tơ, sâu xanh, da láng. Tác động tiếp xúc, hạ nhanh, hiệu lực kéo dài. Về phần hướng dẫn sử dụng thì em để rất chi tiết ở trên màn hình. Quý bà con vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến số hotline 0776 400038 hoặc truy cập website kỹsuhy.vn để được tư vấn.